trong việc tăng cường các bác xây dựng sức mạnh và mô nguy cơ trở thương trong các hoạt động của trận. Tiếp theo là các bài tập ở hình chữ nhật. Đây là những áp, các động tác chặt, đấm, diễn ra dứt khoát và chính xác vào thời điểm cần đánh mới. Tinh thần kiên quyết tập trung trấn áp tội phạm bằng các công tác võ thuật đẹp mắt, các biện pháp nghiệp vụ, công chí đã nhanh chóng đánh ngã khống chế các đối tượng, bàn giao cho công an xử lý theo quy định.